Hello, xin chào mừng tất cả anh em lại quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em là top 4 enchantment của cái vũ khí để cho khiến cái vũ khí của anh em trở nên mạnh và cũng như là tối ưu đam nhất có thể nhé. Nói chung là cái vũ khí của anh em là sẽ trở nên mạnh nhất khi mà dùng 4 cái enchantment này, nó sẽ dần tận dụng được tối đa và cũng như là phát huy được hết cái công dụng giúp cho anh em là lao thẳng vô một đám quái và sẽ không sợ bị chết nha anh em nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu video của mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng thử với cái trang bị mà không có enchantment nào đâu. Cái đao này thì nó sẵn là bản thân nó là gây độc của nhá anh em nhé. Đó. Ở đây thì nó không có một cái hiệu ứng gì thêm ngoài gây độc. Gây độc là cái bản thân của cái cây đao này nó đã có rồi nhá. Đó. Thì cái đánh nó rất là lâu. Và anh em có thể thấy là đánh đằng trước thì quá đằng sau không bị sao cả. Đánh đằng trước thì quá đằng sau vẫn bình thường nha anh em nhá. Rồi ok. Cho quả bom đã. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên với cái enchantment đầu tiên, đó là Gravity. Gravity là một cái enchantment mà mình khá là thích. Câu này này. Nên max là 3 nhá anh em nhá. Nên max là cấp độ 3. Và bây giờ thì mình phải đợi cho nó hồi máu một xíu đã. Ok, let's go. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử với cái Gravity nhá anh em nhá. Khi mà đánh với Gravity ấy, thì nó có tác dụng là hút những con quái xung quanh lại. Đó. Đó. Anh em có thể thấy không? Nó sẽ hút những con quái xung quanh lại và nó sẽ giúp anh em là tận dụng được tối đa đam của anh em, chứ không để mấy con quái lẻ lẻ đằng sau. Ví dụ như anh em lao vào đánh một đám đông, nếu mà có một số con lẻ lẻ ra, anh em lại phải đánh mấy con lẻ lẻ đấy thì nó rất là gây khó chịu cho anh em và lấy mất nhiều thời gian của anh em á. Nên là mình khuyên anh em là một trong một cái trang bị thì ít nhất sẽ có một cái enchantment là Gravity. Cái enchantment thứ hai mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là Radiance. Thì khi mà cái enchant này phát huy tác dụng thì nó sẽ tạo ra một vùng hồi máu cho cả bản thân và cũng như đồng minh luôn nha anh em nhé. Tùy theo cấp độ của vũ khí cũng như là tùy theo cái cấp độ mà anh em nâng cấp lên thì nó sẽ hồi một lượng máu nhất định mỗi khi mà cái enchantment nó phát huy tác dụng nha anh em nhé. Thì cái enchantment này rất là hiệu quả khi mà anh em đánh với một đám đông, anh em cứ lao thẳng vào đánh, vậy thì nó sẽ có hiệu ứng hồi máu cho anh em, thì giúp cho anh em là sống qua khỏi cái đám đông này. Chứ nếu mà không có cái enchantment này thì anh em sẽ không dám lao thẳng vô đám đông ngoài đánh từ này đâu, nó sẽ không hồi máu cho anh em và đánh như vậy thì nó nhanh chết lắm anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái enchantment thứ ba, đó chính là Critical Hit. Đây, khi mà anh em tăng lên cấp độ 3 thì nó có cơ hội là gấp 3 lần cái số đam bình thường nha, khi mà nó chí mạng nha anh em nhé. Cứ mỗi lần chí mạng thì nó sẽ gấp 3 lần cái số đam bình thường nha anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy là đánh bình thường thì nó 2-3k nhưng mà chí mạng nó rơi khoảng 7-8k, còn lúc này 5k mà thường nó sẽ là trên 7k nha anh em nhé. 7k thì nó gấp 3 lần số đam bình thường. Đó, rất là mạnh. Cái enchant này rất là mạnh. Ở cái này thì nếu mà anh em là áp dụng với cái vũ khí mà đánh nhanh nhé anh em, cho nó chí mạng cho nó nhiều, đánh thấm lắm anh em ạ. Đặc biệt là đánh boss, đấm siêu nhanh luôn. Cái enchant tiếp theo mình muốn giới thiệu với anh em là Swirling. Cái này chỉ áp dụng cho những cái vũ khí mà đánh chiêu thức nhanh nhá. Thứ nhất là đánh nhanh và cái thứ hai là cái combo của nó phải thật nhanh nha anh em nhé. Thì áp dụng cái này nó mới hiệu quả. Chứ anh em đừng dùng cho cái gậy. Cái gậy nó, cái combo của nó rất là lâu. Cái combo của cái gậy rất là lâu nên là cái Swirling này thì nó chỉ phát huy tác dụng khi mà anh em hoàn thành được một combo thì nó mới xuất hiện một lần. Bây giờ mình mời anh em chiêm ngưỡng cái combo của cái gậy nhá. Úi giời, úi giời. Đấy, mỗi lần kết thúc một combo thì nó sẽ triệu hồi một cái enchantment, đó là Swirling. Nếu mà anh em cộng cái đó thì là sau khi kết thúc một combo nó mới có Swirling, thì cái sức mạnh của nó không được phát huy tối đa nha anh em nhé. Thì hôm nay là một cái video giới thiệu 4 cái enchantment mạnh nhất cho cái vũ khí mà mình thường hay sử dụng cho tất cả các loại vũ khí luôn anh em nhé. Nếu anh em nào chơi game mà thấy cái enchantment của mình là phát huy được tối đa công dụng và cũng như hiệu quả thì đừng quên để lại một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Bye bye, xin chào, tạm biệt anh em.